cậu thử suy nghĩ đi. Dạ. Bây giờ chồng một nơi, vợ một nơi, một tháng không về thăm vợ, người phụ nữ sẽ bị cô đơn và tất nhiên phải có người khác, đúng không? Đúng không? Dạ không. Là không sao? Đúng là đúng rồi. Trời đúng ơi, không? Chú ơi, bây giờ công việc của con phải di chuyển khắp mọi nơi, làm sao mà con mang cả vợ cả con theo được? Khi mà một người đàn ông đến như vậy, vợ anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với người ta. Vợ anh không chung thủy. Đúng rồi. Vợ anh là một người phụ nữ là nói chung là tệ bạc, phản bội. Đúng rồi. Nếu như người ta là người tốt đúng không? Chồng mình đi làm sao một năm không về cũng được, cũng đúng ở rồi. Nhà chờ chồng. Chứ đúng. Ai đâu mà đi có bùa mới như vậy được. Anh nên bỏ cái cô đó đi. Vợ anh như vậy là không hay đâu. Mình phải mạnh mẽ lên, mình không buồn rầu, để cho hai người phụ nữ đó coi thường mình. Mình phải mạnh mẽ lên để lấy người phụ nữ khác. Đúng vậy. Vợ anh như vậy rồi, anh không nên buồn gì nữa hết. Đúng anh rồi. Phải mạnh mẽ, phải vui tươi lên. Đúng rồi. Anh bỏ vợ anh đi. Đúng rồi. Lấy em họ tôi nè. Đúng rồi. Tôi tán thành. Thôi, chuyện của tôi để của tôi giải quyết đi. Mọi em ơi. Còn chưa có tính sổ chuyện của anh đó. Mà anh ở đó mà để anh giải quyết đi. Để anh giải quyết đi. Ủa chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Anh Phúc, anh coi anh làm vậy có được không? Thất vọng về anh quá. Thất vọng. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.